Theo số liệu của cơ quan chức năng, tháng 9 năm 2020, trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch bệnh COVID-19, thì số vụ phạm pháp hình sự tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những vụ cướp táo tợn, trộm cắp với thủ đoạn ngày càng tinh vi làm cho đời sống người dân không còn ổn định. Do đó, sự ra đời của các hệ thống camera giám sát là giải pháp giúp cho người dân dễ dàng kiểm soát hơn khi có các sự cố xảy ra. Tại thị trường Việt Nam hiện nay vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp có thể chế tạo và lắp ráp camera, mà đa phần là nhập khẩu từ nước ngoài. Điều bất lợi khi sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc là chất lượng hình ảnh không rõ nét, dễ hư hỏng, hoạt động thiếu ổn định, khiến cho việc trích xuất dữ liệu gặp khó khăn. Hệ thống server đặt tại nước ngoài không đảm bảo an toàn thông tin, rủi ro trong việc bị hacker xâm nhập trái phép, đánh cắp và phát tán dữ liệu. Nếu như trước đây, người dân đơn giản chỉ sử dụng camera với chức năng chủ yếu là để quan sát, thì ngày nay, nhu cầu sở hữu một hệ thống camera phải có tính bảo mật cao. Nắm bắt nhu cầu cấp thiết trên, VNPT Technology đã nghiên cứu và cho ra mắt thị trường giải pháp Home Vision, hệ thống giám sát an ninh cho ngôi nhà thông minh. Home Vision là một phần trong giải pháp tổng thể ngôi nhà thông minh One Home do VNPT Technology nghiên cứu và phát triển, bao gồm thiết bị IP camera, nền tảng quản lý dành cho nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh dành cho người dùng cuối. Với mục tiêu mang đến một cuộc sống an toàn hơn, Home Vision đáp ứng mọi nhu cầu giám sát tại các hộ gia đình, giúp gia chủ yên tâm hơn khi vắng nhà. Không chỉ hoạt động như một hệ thống giám sát độc lập, điểm nổi trội của Home Vision là một ứng dụng nằm trong hệ sinh thái ứng dụng Smart City do VNPT Technology thực hiện nghiên cứu và phát triển. Hứa hẹn không chỉ đem lại cho người dùng một trải nghiệm tiện ích tối đa với ngôi nhà của mình, mà còn mở ra những tính năng kết nối nâng cao không giới hạn khác trong tương lai. Thiết bị camera giám sát do VNPT Technology sản xuất phục vụ giám sát an ninh cho ngôi nhà gồm hai loại: camera trong nhà Home Vision HVIP01 và camera ngoài trời Home Vision HVOF01. Hai sản phẩm được trang bị các thông số kỹ thuật nổi trội và phù hợp với nhu cầu của người dùng như hình ảnh chân thực, sắc nét với độ phân giải Full HD 1080p kết hợp với khả năng nhìn ban đêm mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng. Chuẩn nén hình ảnh H265. Camera 360 độ cho góc quan sát toàn cảnh với tốc độ 15 khung hình trên giây. Ngôn ngữ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt, dễ dàng sử dụng. Phần mềm được cập nhật tự động thông qua giao thức OTA. Tính bảo mật an toàn thông tin hoàn toàn đảm bảo do giải pháp được VNPT Technology phát triển và kiểm soát toàn bộ, từ thiết bị, ứng dụng, hệ thống quản lý và hệ thống lưu trữ. Riêng đối với camera ngoài trời Home Vision HVOF01 được tích hợp thêm chuẩn chống bụi chống nước IP66 đi kèm với thiết kế vỏ hợp kim chống chịu được thời tiết khắc nghiệt theo mùa. Mặt trước của thiết bị camera trong nhà Home Vision HVIP01 bao gồm mắt camera, cảm biến ánh sáng và mic thoại. Khi đẩy ống kính lên, chúng ta sẽ thấy khe cắm thẻ nhớ micro SD và nút reset. Mặt sau của thiết bị chúng ta sẽ có loa thoại, cổng nguồn micro USB, cổng Ethernet và đèn LED. Với camera ngoài trời Home Vision HVOF01, mặt trước của thiết bị bao gồm mắt camera, cảm biến ánh sáng. Phần mặt dưới thiết bị, bên trong tấm che là khe cắm thẻ nhớ micro SD và nút reset 2. Sau thiết bị là vị trí lắp đặt anten và đế camera. Các cổng kết nối gồm nút reset 1, cổng nguồn DC 12V, cổng Ethernet. Các thiết bị camera giám sát của VNPT Technology được quản lý tập trung trên ứng dụng One Home, cho phép người dùng kết nối và quản trị hệ thống camera một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, với những tính năng nổi trội như xem video trực tuyến một hoặc nhiều camera đồng thời. Độ phân giải hình ảnh cao được tích hợp đèn hồng ngoại IR chiếu sáng ban đêm mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng, khoảng cách nhìn xa tối đa lên đến 30m. Tính năng đàm thoại hai chiều cho phép người dùng có thể thao tác trên ứng dụng để thực hiện gọi thoại tương tác hai chiều với nhau thông qua loa và mic được tích hợp bên trong camera. Con ơi, chuẩn bị xuống ăn cơm nhé. Dạ, con sắp bảo quà xong rồi ạ. Tính năng playback cho phép người dùng xem lại các video đã được ghi lại trong thẻ nhớ hay trên nền tảng điện toán đám mây Cloud. Tính năng nhận diện và phát hiện chuyển động, ngay lập tức ứng dụng sẽ ghi hình, phát đi thông báo trên thiết bị người dùng theo thời gian thực nhằm cảnh báo những hiện tượng bất thường khi được camera phát hiện trong phạm vi giám sát. Này, làm cái gì đấy? Đi ra khỏi đấy ngay! Và kích hoạt ghi lại video theo chuyển động tương ứng.
quản lý video, hình ảnh và hỗ trợ lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây Cloud, giúp giảm thiểu rủi ro trong trường hợp camera gặp sự cố hoặc bị mất cắp. Hỗ trợ lưu trữ với thẻ nhớ gắn tại camera, ngay cả khi không có đường truyền Internet. Việc kết nối được tối ưu hóa khi sản phẩm được thiết kế linh hoạt với nhiều lựa chọn kết nối mạng bằng Wi-Fi hoặc thông qua Ethernet nhằm dễ dàng đáp ứng mọi mô hình triển khai. Bên cạnh đó, Home Vision còn cung cấp đầy đủ các chức năng dịch vụ cho khách hàng, cũng như công cụ hỗ trợ kinh doanh và vận hành dịch vụ dành cho nhà cung cấp với nhiều tính năng nổi bật như tính năng quản lý tài khoản quản trị trên web, app, tính năng quản lý quyền và vai trò, tính năng quản lý khách hàng, tính năng quản lý thiết bị, tính năng quản lý loại thiết bị và dòng thiết bị, tính năng quản lý logs, tính năng báo cáo thống kê. Trang bị cơ bản đi kèm của bộ đôi sản phẩm IP camera bao gồm bộ nguồn, adapter, dây cáp, thẻ nhớ micro SD, đế gắn tường hoặc gắn trần, bộ vít, sách hướng dẫn sử dụng. Riêng đối với camera ngoài trời, Home Vision HVOF01 sẽ được trang bị thêm anten thu sóng Wi-Fi và bộ cáp chống nước khi lắp ngoài trời. Tiếp theo chúng ta đến với hướng dẫn cài đặt nhanh thiết bị. Bước 1. Mở khe cắm thẻ nhớ, sau đó gắn thẻ nhớ vào khe. Trước khi gắn thẻ nhớ, cần ngắt nguồn điện của camera. Lưu ý, dung lượng thẻ nhớ đi kèm là 16GB, tương đương với khả năng lưu video trong thời gian 1,5 ngày với chất lượng Full HD 1080p hoặc 3 ngày với chất lượng SD 480p. Để lưu trữ được video trong thời gian dài hơn, chúng ta có thể sử dụng thẻ nhớ có dung lượng cao hơn. Bước 2. Cấp nguồn cho camera. Sau đó kết nối bộ nguồn vào nguồn điện 220V, camera sẽ tự khởi động. Bước 3. Nhấn và giữ nút Reset để khôi phục cài đặt gốc cho camera. Camera được điều khiển từ thiết bị người dùng qua mạng Internet, do đó cần lưu ý đặt camera và thiết bị người dùng trong vùng phủ sóng của thiết bị phát Wi-Fi gia đình. Điện thoại phải kết nối được với Internet để có thể quản lý và điều khiển camera. Bước 4. Cài đặt ứng dụng One Home. Người dùng quét mã QR code được in trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm One Home trên ứng dụng App Store iOS hoặc CH Play Android để tải và cài đặt. Lưu ý, chúng ta cần cấp đủ các quyền truy cập vị trí, ảnh, camera, mic thoại, thông báo trước khi sử dụng ứng dụng One Home để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của sản phẩm. Bước 5. Đăng ký tài khoản. Trong lần sử dụng đầu tiên, người dùng cần đăng ký tài khoản mới. Các thao tác tiến hành đăng ký gồm: thao tác 1. Truy cập ứng dụng. Trên màn hình đăng nhập, chọn đăng ký để tạo tài khoản mới. Thao tác 2. Nhập số điện thoại, sau đó nhấn tiếp theo. Thao tác 3. Nhập vào mã OTP từ tin nhắn được gửi về điện thoại. Thao tác 4. Thiết lập mật khẩu để đăng nhập. Mật khẩu cần có ít nhất 8 ký tự, nhiều nhất 32 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự chữ và 1 ký tự số. Lưu ý cần nhớ thông tin về số điện thoại và mật khẩu để sử dụng trong lần đăng nhập tiếp theo. Trong trường hợp quên mật khẩu, có thể chọn mục quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chức năng thêm thiết bị camera mới. Người dùng có thể tiến hành cài thêm camera mới theo một trong hai cách sau đây. Cách 1. Kết nối thông qua mạng Wi-Fi AP Mode. Thao tác 1. Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công vào ứng dụng One Home, bấm chọn nút thêm thiết bị, biểu tượng trên màn hình để thêm một camera mới. Thao tác 2. Trên màn hình, thêm thiết bị, nhấn chọn camera. Thao tác 3. Trên màn hình, thêm camera, chọn phương thức AP Mode. Thao tác 4. Cắm nguồn, nhấn và giữ nút Reset trên camera cho tới khi có âm thanh thông báo camera sẵn sàng hoạt động, nhấn chọn đã nghe thấy âm thông báo. Thao tác 5. Chọn mạng Wi-Fi của gia đình để kết nối, nhập thông tin Wi-Fi mà camera sẽ được kết nối tới. Thao tác 6. Kết nối với mạng Wi-Fi được phát từ camera. Tùy theo thiết bị người dùng sử dụng hệ điều hành Android hay iOS, chúng ta thực hiện theo hướng dẫn tương ứng sau đây. Với hệ điều hành Android, chọn thiết bị kết nối có tên thiết bị chứa mã UID của thiết bị in dưới đáy camera. Màn hình hiện thông tin tên và mật khẩu của mạng Wi-Fi được phát từ camera. Bấm đồng ý để chuyển sang màn hình cài đặt Wi-Fi. Tìm và kết nối tới Wi-Fi phát từ camera bằng mật khẩu 12345678. Lưu ý, trong trường hợp điện thoại đưa ra khuyến nghị không có quyền truy cập Internet, có muốn rời khỏi mạng không, thì chọn giữ kết nối. Người dùng quay trở lại app One Home,
chờ cho tới khi nghe thấy thông báo kết nối mạng thành công thì bấm chọn nghe thấy kết nối thành công. Quá trình kết nối với camera tới đây hoàn tất. Tại cửa sổ tiếp theo, nhấn bắt đầu sử dụng camera. Với hệ điều hành iOS, trên màn hình chờ kết nối, bấm kết nối Wi-Fi, điện thoại sẽ tự động rời khỏi ứng dụng One Home và chuyển sang màn hình cài đặt của hệ thống. Lựa chọn mạng Wi-Fi từ camera có tên dạng camera gạch dưới BX gạch dưới VNT gạch dưới XXX để kết nối. Nhập mật khẩu 123456678, sau đó nhấn kết nối. Chúng ta quay trở lại ứng dụng One Home. Chờ cho tới khi nghe thấy thông báo kết nối mạng thành công thì bấm chọn nghe thấy kết nối thành công. Quá trình kết nối với camera tới đây hoàn tất. Tại cửa sổ tiếp theo, nhấn bắt đầu sử dụng camera. Lưu ý, trong trường hợp camera phát thông báo kết nối Wi-Fi không thành công, người dùng vui lòng xác nhận lại mật khẩu Wi-Fi hoặc kiểm tra thiết lập bộ phát Wi-Fi, sau đó thực hiện lại các bước ở trên từ thao tác 4 trở đi. Thao tác 7, chúng ta nhập vào tên thiết bị và chọn phòng cho thiết bị. Trong trường hợp chưa có phòng, bấm chọn thêm phòng để tạo phòng mới. Bấm nút hoàn thành để chuyển sang màn hình Live View. Người dùng có thể theo dõi và điều khiển camera từ màn hình này. Quá trình thêm thiết bị mới tới đây hoàn tất. Cách 2. Quét mã QR code. Thao tác 1. Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công vào ứng dụng One Home, bấm chọn nút thêm thiết bị, biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình để thêm một camera mới. Thao tác 2. Trên màn hình thêm thiết bị, nhấn chọn camera. Thao tác 3. Trên màn hình thêm camera, chọn phương thức kết nối QR code. Thao tác 4. Cắm nguồn, nhấn và giữ nút reset trên camera cho tới khi có âm thanh thông báo camera sẵn sàng hoạt động. Nhấn chọn đã nghe thấy âm thông báo. Thao tác 5. Trên màn hình kết nối mạng, nhập vào thông tin SSID, tên mạng Wi-Fi và mật khẩu. Sau đó bấm nút xác nhận. Chờ cho tới khi camera phát ra thông báo, vui lòng quét mã QR code thì thực hiện thao tác tiếp theo. Thao tác 6. Đưa màn hình điện thoại quét QR code hướng về phía trước của camera, nên đặt cách camera khoảng 10-15cm cho tới khi nghe thấy camera thông báo đã nhận được mật khẩu, vui lòng chờ kết nối. Sau đó chọn vào nút đã nghe thấy, đã nhận được mật khẩu. Lưu ý nên đặt thiết bị camera ở gần thiết bị phát Wi-Fi nếu dùng kết nối không dây trong khoảng cách 2-3m. Chúng ta đợi cho tới khi camera phát thông báo kết nối mạng thành công nếu camera kết nối tới mạng thành công. Kết nối Wi-Fi không thành công, vui lòng xác nhận mật khẩu Wi-Fi hoặc kiểm tra thiết lập bộ phát Wi-Fi nếu camera không kết nối tới mạng thành công. Trong trường hợp không kết nối được với Wi-Fi, người dùng cần kiểm tra lại mật khẩu Wi-Fi, bộ phát Wi-Fi, sau đó bấm nút Reset của camera và tiến hành lại các bước ở trên, từ thao tác 4 trở đi. Thao tác 7. Tham khảo thao tác 7. Cách 1. Để đổi tên và gán phòng cho thiết bị. Ngoài ra, với ứng dụng thông minh One Home, chúng ta còn rất nhiều các tính năng thông dụng và nổi bật khác như tính năng tạo nhà, tính năng tạo phòng, tính năng thêm, gỡ camera, tính năng xem danh sách camera. Sau khi cài đặt và kết nối thành công các camera với ứng dụng One Home, người dùng có thể tháo nguồn, di chuyển, lắp đặt camera vào vị trí cố định để quan sát trong nhà cũng như ngoài trời. Với camera trong nhà Home Vision HVIP01. Bước 1. Chúng ta đánh dấu điểm khoan ốc vít chân đế, vị trí được lựa chọn để đặt camera. Bước 2. Khoan lỗ tại các điểm đã đánh dấu, lắp đặt các hạt nở, bắt vít chân đế để cố định đế treo. Bước 3. Gắn thiết bị vào chân đế và cố định camera. Với camera ngoài trời Home Vision HVOF01. Bước 1. Đánh dấu điểm khoan ốc vít chân đế, vị trí được lựa chọn để đặt camera. Bước 2. Bóc mặt dán keo của tấm đệm, dán lên bề mặt cần gá. Bước 3. Thực hiện khoan lỗ tại các điểm đã đánh dấu, lắp đặt các hạt nở. Bước 4. Gắn chặt đế camera bằng ốc vít đi kèm theo thiết bị. Bước 5. Dùng phụ kiện lục giác nới lỏng các vít tại ba khớp xoay của camera. Xoay camera theo hướng mong muốn, sau đó siết chặt lại các vít trên.
Trong trường hợp vị trí lắp đặt camera ở ngoài trời được triển khai bằng mạng dây, cần lắp đầu bịt chống nước theo hướng dẫn, luồn dây mạng qua các chi tiết của cáp chống nước trước khi bấm đầu mạng. Lưu ý, vị trí lắp đặt các camera được chọn cần đảm bảo tầm quan sát tốt của thiết bị, tính thẩm mỹ và nằm trong vùng phủ sóng của thiết bị phát Wi-Fi gia đình, gần nguồn điện. Chỉ với các thao tác đơn giản, chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị camera trong những không gian phù hợp để quan sát. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu giải pháp Home Vision và các thiết bị IP camera được tích hợp những công nghệ tiên tiến và tính bảo mật được tối ưu nhất. Với tính thẩm mỹ cao, thuận tiện cho việc triển khai lắp đặt, một thiết bị phục vụ công việc dễ dàng giám sát và quản lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, được nghiên cứu phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bởi VNPT Technology. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với Home Vision và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.